Rồi, em Trường xin chào anh em nha. Hôm nay em Trường lên lại cho anh em mình con neo kim 2.6. Bữa em sang có quay rồi nha anh em. Mà sang quay bữa là giá 21 năm. Hôm nay em định điều chỉnh cái giá lại là 21 triệu cho anh em mình ha. Đó. Điều chỉnh giá lại cho anh em mình phù hợp cho anh em mình với cái con neo này nha anh em. Là 21 triệu. Đó, con này thì có gớt đầu nha anh em. Có gớt đầu nhưng mà máy rất êm luôn. Đây. Máy đang nổ thì thầm. Nếu mà xe này anh em mình đem ra cái máy chạy không êm không thì thầm. Đó. Em trả tiền đủ cho anh em mình ha. Bao anh em mình máy ngon êm. Mua bán coi sao nó vậy, giữa với anh em mình chơi à. Thì theo em coi á thì cái xe này thì hình như chỉ có gắt đầu thôi. Ha, máy giữa đâu còn. Nồi thì em cũng mấy ông nồi này em dòm thấy cũng không có dấu dặn đồ được kia đâu ha. Đó thì đầu thì em thấy có dấu gút rồi. Thì có sao nói vậy. Rồi. Sơn bạc chân cẳng rồi đồ nguyên zin nha anh em. Đó, sơn bạc chân cẳng đồ nguyên zin. Dành căm đồ thì còn sạch đẹp ha. Đó. Dành căm đồ thì không có mục mọt gì đâu. Dành Goshi đồ hoàng nè. Đầu cổ máy móc đồ sạch đẹp nha anh em. Đó, máy móc đồ là sạch đẹp, không có tẩy rửa gì ha, chứ lại không có nhớt nhau đồ kia đâu. Thì xe này nam kim nhưng mà 2.6, nhưng mà anh em ta vô bộ áo 2.9 nha anh em. Đó, thay bộ áo mới 2.9 luôn. Thì theo anh em mình đánh giá đi, thì cái bộ áo này bây giờ cũng đâu phải rẻ đâu anh em. Nó bộ áo này bèo bèo bây giờ áo của em luôn cũng tầm khoảng 4 triệu 6.48 cho nó gần 5 triệu đó ha, công cán thợ gáp như là cho 5 triệu đó, nó đâu có rẻ đâu anh em. Ta dọn ta lên sẵn thì anh em mình về xài khỏi tốn tiền. Nó thay vì cái bộ áo này neo kim 2.6 màu đỏ đen thì thường thường nó hay bị phai màu lắm, nhưng mà vô cái bộ áo 2.9 này nè nhìn cái xe nó đẹp hơn ha. Sơn bạc này con này nguyên zin hết luôn đó, sơn bạc là chân cẳng là nguyên zin hết luôn đó anh em. Dành căm trước sau rồi là còn sạch đẹp ha, không có bị mục mọt gì đâu. Đó, em kiểm tra rồi không có mục mọt nữa ha anh em. Căm rồi kia còn vàng nhính đẹp lắm. Đó, căm rồi còn ánh vàng đẹp ha. Máy đang nổ quá chắc quá thì thầm luôn. Đó, cái máy này là cái tiếng hơi này là em bao cho anh em mình xài mà, bao cho anh em mình xài chạy ngon im mà. Đó, không im không lấy tiền. Dám bảo đảm. Với cái tầm giá 21 triệu này anh em mình xài rồi quá ok anh em. Đó, bây giờ anh em mình à, em ví dụ thôi, anh em mình mua một cái xác xe ha, neo kim bèo bèo. Nó bây giờ thì nó cũng 15 16 triệu. Nó bèo bèo nha, 15 16 triệu mà chưa chắc gì máy móc mà đã ngon như vậy. Đã ngon im như vậy ha. Thì xe này anh em người ta đã có rút đầu ra thay bạc ha, cạo khói vệ sinh nguồn đốt rồi kia. Ngon im ấm. Với áo đồ người ta lên áo đồ sạch đẹp rồi kia. Đó, anh em mình á thì về khỏi tốn tiền. Chỉnh chu nha. Đó, với tầm giá này quá phù hợp. Đó, anh em mua cái xác xe thôi 15 16 triệu mà anh em về làm thêm 7 8 triệu nữa chưa chắc gì được cái hình xe vậy anh em. Nhưng mà này ta làm sẵn rồi anh em mình xài thì quá ok. Đó, biển số 68 thành phố Rạch Giá ha. 24919 số cũng coi được nha anh em. Thì xe này em bán là giá 21 triệu này là em giao giấy tờ cà quẹt. Đó, biên lai cửa hàng này đủ theo xe. Đó. Anh em mình về chỉ việc là xài đổ xăng là đi thôi ha. Còn anh em nào muốn rút hồ sơ gì đó thì em cho anh em số điện thoại dịch vụ. Nó cũ cái anh dịch vụ chuyên làm cho bên giấy tờ cửa hàng em nè, cho anh em mình liên hệ thẳng với anh đó luôn. Rồi anh đó sẽ hỗ trợ rút cho anh em mình ha. Đó, với cái tầm giá này tầm khoảng mười mấy 20 này bên em cũng làm biến nhận rút hồ sơ lắm anh em ơi. Nếu là nhận rút ấy, ví dụ như rút lâu quá, ví dụ hứa anh em mình tháng đi mà tới tháng không có, nhiều khi anh em mình buồn phiền trách móc một cửa hàng nữa. Nó đau đỏ lắm anh em. Nó nên em giao thẳng cho anh em dịch vụ luôn. Đó, cho anh em mình đi lại thẳng dịch vụ luôn ha, cho dịch vụ làm cho anh em mình nó cũng đơn giản. Đó, con xe này giá 21 triệu anh em. Rồi anh em nào thấy ưng ý con xe này thì alo cho em Trường chốt ha. Số điện thoại em Trường là 0961 374 375. Anh em muốn coi hình ảnh chi tiết thêm thì inbox Zalo với em nha anh em. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Bye bye.